Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hoàng Giang ADK đây. Được rồi, thì sau bao nhiêu ngày cuối cùng mình cũng đã quay được một cái video tử tế nha các bạn. Thì mới hôm nay mình mới nhận được cái mic thôi, chứ không thì tôi cũng đéo quay đâu, không có mic không quay được anh em ạ. Quay bằng con mic ngoài cái điện thoại này thì nó hơi bị phèn anh em ạ. Không biết là do mình dùng cái bản ROM gốc của nó như thế nào, nhưng mà mình dùng mic ngoài mình quay thử ấy, thì âm thanh nó cho ra cái chất lượng nó phải gọi là như kiểu là chống điếc thôi chứ không nghe được anh em ạ. Chống điếc rồi không nghe được anh em. Đó thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game ADK và sẽ khởi đầu một series sinh tồn mới nha các bạn. Thì nếu em thấy cái series này hay thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký nhá. Thì hiện tại là lượt xem của mình nó khá là ít đấy, anh em. Tại vì tôi đăng với cái video kia nó kiểu đăng cho anh em biết là tôi vẫn còn sống thôi, chứ giờ không đăng anh em lại bảo tôi là mẹ kiểu thằng này loop kỹ quá, mẹ mãi không ra cái video nào, nó còn nặn sâu hơn cả Vanh Nét. Nhưng mà ý là Vanh Nét nó còn ra video với tôi không ra mấy luôn đi. Đó thì đây, hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu một series mới. Mình sẽ chơi hardcore và chế độ khó nhé các bạn. Thì chế độ hardcore này nó có kiểu như là x2 kinh nghiệm thôi. Đó. Rồi tôi sẽ đổi thằng nhân vật tôm của tôi, tôm yêu thích. Tôi sẽ đổi tên Giang ADK đi. Ok. Thì tải game như thế nào thì anh em chắc cũng biết tải hết rồi còn gì nữa. Anh em còn chỉ tôi tải luôn chứ tôi cũng là gì biết tải kiểu gì đâu. Mình lên Google mình tìm tra mãi mới ra chứ. Người trắng trắng tí nhìn cho nó dễ. Tôi sẽ cho tất cả nó nhỏ đi nhé các bạn. Người nó dễ nhìn. Đây. Mình hiện tại là mình đã vào game để mình setup rồi, thế nên là nó cũng đỡ đỡ tí rồi. Trên Google Play thì cái ông chịu thôi không tải đâu. Còn trên App Store ở trên iPhone chắc là tải được đấy. Đấy máy khác tìm vẫn được, còn máy tôi chịu. Máy tôi với mấy con Android cùi cùi khác không tìm được nhá. Đó. Hiện tại là mình đang quay video trong một căn phòng khá là kín anh em ạ. Ui mẹ, vừa thò đầu đã nhìn người cá sấu to lù lù kia rồi. What the hell. Đó thì đây. Rồi, chúng ta đã đến với tựa game ARK Mobile. Đó, máy mình thì chưa có quạt phản nhiệt anh em ạ, thế nên là mình sẽ bật đồ họa thành đồ họa 2 đây nhá. Em về bộ đế đình bút toàn cái này như là quay video này. Mình không cần. Đây. Đó, thì mình mua cái máy này để chỉ để cũng chỉ để phục vụ quay video cho anh em xem thôi. What the hell, không nhận được cái này. Có người ra vào anh em ạ. Tại vì đơn vị mình cũng khá là chặt, không cho dùng điện thoại anh em ơi, thế nên là tôi phải dùng kín. Không như ở nhà thì ngày nào mình để ra được video cho anh em xem. Còn đây thì tôi làm đéo có như ở nhà đâu, ở đây chặt chẽ hơn nhiều. Muốn dùng thì cũng phải cẩn thận anh em ạ. Đó. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ lấy một gỗ. Thì lâu lắm mà mình không chơi lại, mình chơi lại thì mình vào cái map VIP VIP của tôi chơi nhoáng tí xong đi farm đi giết thú rồi, chứ bây giờ vào chơi lại từ đầu lại cũng hơi khoai tây đấy. Máy này thì chip nó cũng khá là khỏe nhưng mà nó cứ nóng thì nó lại nát. Thế nó mới chán đời chứ. Được rồi, làm nhiệm vụ gì rồi. Lên cấp ở đây đây. Ngày xưa mình chơi game là mới đầu mình làm cái trò gì nhỉ. Mới đầu tôi chả biết tôi làm cái gì cơ, tôi còn không biết tôi lưng cái gì đầu tiên cơ. Thôi cứ lưng tốc chạy nhá. Thì chạy cho dễ. Đây, nhiệm vụ gì. Switch to fit là sao. Đập đá. À, hái berry. Switch to fit là có kiểu như là các bạn mang ra cái bảng điều khiển thôi. Đấy, rồi. Ăn nữa là xong. Nhiệm vụ thì nó cũng khá là đơn giản. Drink water. Đây, nhiệm vụ uống nước này. Hiện tại thì mình cắm dây mic thế này là nó không quay được video của âm thanh game, nên là mình tắt luôn đi cho nó đỡ nát anh em ạ. Đó, nên nghe vào ngay. Nâng 15% đam luôn nhé. Bây giờ chơi lại thì mấy cái bung biếc ngày xưa chắc tôi phải xem lại mấy video cũ được ngày xưa may ra mới chơi lại được. Tại một năm nghỉ game mà. Đó, cái môi trường trong lính thì tí nữa tôi kể cho anh em nghe nhé. Thì lúc đầu mình đi lính thì nó cũng bình thường thôi, vào cảm giác như là một cái môi trường mới lạ, ai cũng xa lạ hết, chỉ có hai thằng bạn mình học cùng lớp kiểu đi lính cùng thôi, chứ còn chế cái bếp à, mở khóa nó thì có hai thằng bạn đi cùng nhưng mà một thằng lại được về còn một thằng lại ở lại. Đó. Thì tôi sẽ kể cho anh em hành trình mình đi lính trước nhá. Thì cái lúc đầu tôi vào ấy, tôi cứ tưởng là được sống chung với lính cũ luôn cơ, kiểu lính cũ vẫn là lính mới ấy. Thế nào cái lúc mà tôi mới vào ấy thì toàn mấy thằng bằng tuổi hết,
mình mới vào nó đã đọc tên rồi, đọc tên xong rồi đi vào trung đội nào, đại đội nào nó biết hết ấy. Ủa gì đây, nó bắt tìm cái gì ấy, vũ à, đập mãi không thấy, đây đó. Đó, lúc đầu vào đọc tên phát cả lũ đứng một hàng, một trung đội. Trung đội mình thì có 36 người. Đó, mình thì ở tiểu đội 20 nhưng kiểu đại đội nó tuy nó ít người, nó không như kiểu lữ đoàn ấy, kiểu kiểu như là tổng cục nó không to như kiểu lữ đoàn với cả sư đoàn với trung đoàn đâu. Thế nên là nó ít người nhưng mà nó lại chia ra nhiều tiểu đội lắm. Cần thịt đúng không? Bật nữa đi thôi à. Đây. Nóng quá. Nâng cái này lên. Đó, à đây tìm con gà đánh nó. Xong rồi một thời gian đầu vào thì nó bắt mình đi đào hố để trồng cây nhưng mà mãi cứ nắm mệt thôi rồi. Quanh đấy có con gà mà mẹ đã thấy thông báo sớt ở trên đây có con gà mà. Đó, mới đầu vào úi giời một lũ một đi đào hố chán, lúc đấy suy nghĩ nè. Chết rồi, mẹ đang ở nhà ăn chơi vui vẻ tự nhiên mẹ vào đây bắt đào hố trồng cây, khổ thôi rồi luôn mẹ. Vào kiểu chưa có sức mấy, yếu, đào một tí thở như trâu như bò ấy, thở phì phò ấy. Thế nên là chán, suốt ngày bảo bố mẹ ơi cứu con, bố mẹ ơi thôi mẹ xin cho con về đi. Thế nhưng mà vẫn phải cố ở trong đây nhé các bạn, không chịu vẫn phải chịu thôi. Đâu rồi, nghĩ con gà nó nằm đâu nhỉ? Đây đây, ở giữa đây. Bật, à đây rồi. Bật cái đồ họa này lên nhìn khó lắm, nó tối quá. Mày, 20 nha vợ. Đó. Xong rồi được một tháng bắt đầu quen dần. Ở đấy thì nó cũng có căng tin các kiểu bán hàng, nhưng mà cái căng tin ở đấy thì nó hơi đồ nó bán ở trong quân đội nó hơi bị đắt anh em ạ. Người ta đã mang hàng vào cho mình thì mình không được ra ngoài đường. Thế nên là trong đấy đồ đều đắt lắm. Một chai nước thì cứ 12.000. Đó, bao thuốc thì 15.000, 12.000, 13.000 một chai. Đâu nhỉ, nãy tôi đốt đéo đâu nhỉ. Đây. Nó bán khá là đắt nhưng mà mình đã không được ra ngoài rồi. Người ta có căng tin đầy đủ rồi, thế là tốt lắm rồi anh em ạ. Còn hơn ra ngoài mua mà không được ra ngoài nhé các bạn. 3 tháng huấn luyện ấy, ở tổng cục 2 mình ấy, à không, ở tổng cục của mình ấy, thì lúc mà mình vào nó bắt huấn luyện 2 giai đoạn cơ. Thế nên là khá là nâu. Mất cái này đi. Cho này vào nướng thì nên đó. Khá là lâu nhá, 3 tháng đầu huấn luyện thì cái tháng đầu tiên chắc chỉ ăn xong tăng gia mới cỡ học kiểu học chiến thuật trên núi ấy. Mình ở gần đấy của mình thì cũng có một cái ngọn đồi nhỏ nhỏ bé bé thôi. Nó chỉ bé bằng đây, nếu mà tính ra nó bằng cái mặt bên đây này. Bên kia con sông rồi đấy. Nhỏ nhỏ tầm thế này thôi đó. Anh em được tầm vào một tuần đầu tiên thì các bạn sẽ được biên chế cho mấy khẩu súng các kiểu. Tôi đéo hiểu kiểu gì thì tôi đen quá anh em ạ. Vừa mới vào phát thì vào tiểu đội 20, vào ngay cái trung đội ông trẻ trẻ khó tính. Khó tính vãi nồi luôn. Xong rồi á, lúc mà nó biên chế súng ấy thì mình không được cầm mấy khẩu súng AK đâu. Mà mình cầm cái khẩu, anh em biết khẩu hoa cải không? Khẩu to đùng ấy. Đó, khẩu B40, gọi là B41. To vãi cả lìn, nặng thôi rồi luôn. Thế là mẹ cầm cái quả đấy đi, nó nặng vãi cứt là nó không phải 2-3 cân như cái như mấy cái kia đâu. Khẩu AK thì có 3 cân thôi. Đây, cho nó còn thương báo nhiệm vụ này. À, chế cái này đã, mở khóa. Nó không thông, nó kiểu không nhẹ đâu. Lúc đi học chiến thuật, sách cái đấy nặng lắm, nặng thôi rồi luôn các ông ạ. Gọi hấp hối luôn ấy. Tí mình sẽ xây nhà bên kia nhé. Mới thời gian đầu vào thì cũng không được bắn, kiểu như là mình chắc chỉ ra thao trường được đúng một lần để được xem thao trường bắn súng người ta thôi. Chứ trong đơn vị thì cứ loanh quanh gần đồi đi, ngày học chiến thuật sáng thì dậy sớm gấp chăn màn hết. Còn lại anh chả có cái việc gì lặng nhọc cả. Một năm đi đào đất, tưới cây, quét sân các kiểu hết. Thế thôi nha. Ôi được chết rồi. Vẫn thiếu để mở khóa cái giáo này. Thôi có cái giường đấy cũng tạm chấp nhận rồi. Đây tôi sẽ đặt cái này bên đây. Thì mẹ xây gần bờ biển luôn nhỉ. Đấy làm nhà đây mẹ, chỗ này rộng rãi thoáng mát đây. Tội gì vào bên trong cái chỗ mẹ rừng âm u như cái chỗ nhà ma kia. Đó. Thì vào trong đây thì nó cũng kiểu nó làm cho mình lấy hơn thôi, thoải mái hơn thôi, đỡ phải hơn, đỡ hơn ở nhà. Các bạn mà đang lo nghĩ đầu óc ở nhà ấy
khổ sở vì công việc, vấn đề tiền nong ấy. Và các bạn đi lính cảm giác các bạn thoải mái hơn hẳn luôn, đỡ phải lo nghĩ các thứ gì cả, cơm ăn ba bữa, cây tưới cả ngày, thoải mái luôn, không phải lo nghĩ về vấn đề tiền nong gì cả, hết tháng sẽ có tiền trợ cấp cho các bạn. Tôi chế thêm hai cái sàn nữa. Ủa, mở khóa cái dìu đi. Ủa rồi chết, à đây dìu đây. Mình gỗ cho nhanh. Đó. Các bạn không phải lo nghĩ về vấn đề tiền nong các kiểu đâu. Chỉ có ở đấy ăn xong tưới cây, sáng dậy gấp chăn màn sớm, xong rồi tập thể dục, rồi quét sân, thế thôi. Ba cái. Nhà lại cũng rộng rồi, tôi nghĩ chế nhà vuông vuông thôi. Mới chơi cứ tạm tạm thế này đã. Bây giờ còn chưa biết tiếp tục mình phải làm cái gì đây cơ. Bình thường ấy, lúc đầu là tôi chơi ấy, là tôi sẽ đi hang cơ. Nhưng mà bây giờ thôi chịu nhá, giờ đi hang khó phết ấy. Giờ chỉ có bung bung bút bẩn các kiểu mới ra mới đi được. Mình cứ giết tạo con này lấy ít thịt đã. Đéo mở được cái giáo ơi, bây giờ mới nhờ vào lăm thôi. Hay để tí tí đi mò trong hang kia tí đi thử phát nhỉ. Chết một phát là nó lại tụt xuống level 10 chứ đâu ấy. Còn ở level 5 này mình thì chắc giữ nguyên. À đây, sắp lên level đây này. Mẹ chơi con rùa luôn kìa. Ui, mẹ 70 level vãi cả cứt. Con này chắc yếu hơn, con này chắc 10 thôi. Ui, mẹ con này 160 nữa chứ. Ảo thật đấy. Series này mình sẽ cố làm tầm 20 tập hoặc là 15 tập. Chế đây cái bola chưa? Tao có cái bola tao gõ vào đầu mày. Ui, level 7 ấy. Đó, xong rồi mình sẽ kể cho anh em cái bắn súng của mình nhá. Nhưng mà chắc là tôi kể chắc cũng không ai tin đâu, bởi vì các bạn có tận mắt nhìn chứng kiến đâu mà các bạn tin được. Thì năm nay bắn súng ở tổng cục của mình thì mình là người bắn súng giỏi nhất đấy các bạn. Đấy, không bị chỉ máu à? Đây chỉ máu này. Địt mẹ dẫm thẳng vào cái chỗ nửa này mà lại trừ ít máu đấy. May nó không cắn cái đống nửa này mình ra đấy. Đó. Đâu rồi? Lúc mà mình bắn súng ấy, thì mắt mình cũng bị cận cơ, nhưng mà mình bắn súng theo kiểu là ai nhỉ? Đây nên nghe vào đây. Nên cái này nên cân nặng nên cứ mãi lần mới đi. Chết rồi, người gọi anh em ơi. Hiện tại chắc là giờ, chắc giờ người ta mới ăn cơm xong anh em. Ok thì nãy giờ cái anh kia xuống hỏi thằng nào cho chó ăn cơm ấy mà. Thì cái thằng cụ kẹt kia nó cho chó ăn cơm nhưng mà nó quên cho chó ăn cơm ấy mà. Đó. Đây tôi cất hết đồ đi, tôi đi hang cho anh em xem nhá. Ok liền, chết rồi. Chế hai cái túi nước nữa. Da mới phi bờ. Chế một túi nước rồi, đi tạm rồi. Mình bung được mà, cần đi phải lấy được chứ, thời gian chạy tốn nước rồi. Thì tiếp tục cái vụ bắn súng của mình thì lúc mà mình vào bắn ấy, cái đợt đầu mình bắn địa điểm mình cũng bình thường thôi. Trong bắn AK bắn đơn lẻ ấy thì có 30 điểm, à 10 điểm là điểm cao nhất nha các bạn. Thì lúc đầu các bạn vào đó các bạn đã được bắn 3 phát rồi. 3 phát là cho mỗi phát kiểu tầm có một cái hình kiểu cái bia ấy. Cái bia thằng người đầu tiên là cái bia người rất là nhỏ luôn, bia vuông cơ. Đấy nó gọi là bia số mấy nhỉ? Bia số 4 à? Ờ đúng rồi, gọi bia số 4. Bia đấy vuông nhưng mà nó lại khá là to. Còn tiếp theo là bia số 7. Bia số 7 nó người, thằng người nó ngồi cơ. Nó lại hình kiểu như là hình chữ nhật ấy. Nó ngắn hơn cái bia số 8. Bia số 8 dài lắm, bia số 8 như một thằng người cao luôn, phải tầm 1m8. Cao, người nó ấy, nó hẹp. Bắn cứ vào đầu bắn cơ. Bắn vào đầu nó mới được 10 điểm nhé các bạn. Còn bắn vào thân ấy thì chỉ tầm 7 điểm thôi. Nó có một cái vòng tròn mà. Vòng tròn to giữa thân người luôn ấy. Đấy. Thì lúc đầu mình bắn bia số 4 ấy. Đéo biết đi đúng đường chưa? Đúng rồi, đi đúng rồi. Lúc đầu mình bắn bia số 4 thì mình được có 20 mấy điểm, 26 điểm là đã đạt giỏi rồi. Trên 25 điểm là đạt giỏi nhé các bạn. Còn dưới 25 điểm, 24 điểm, 23 điểm là khá. Còn 18, 19 điểm là đạt. Đó. Ôi, em chào anh nhá. Chúc anh là mới vui vẻ. Đừng đánh tao được. Đi về trong rừng thì khốn nạn thật đấy, toàn mấy con củ, toàn mấy con ăn thịt thôi. Đây đây đây, hang đấy nhé các bạn. Đó, thì mình bắn loạt đầu tiên ấy, gọi là bắn kiểm tra thôi, kiểm tra bắn súng thôi. Còn bắn thật là phải gần đến tháng cuối cơ, tháng cuối cùng mình mới bắt đầu mình bắn thật nhé các bạn. Bây giờ cộng được một nha vờ cơ, vãi đái thật, hẳn một nha vờ luôn. Được rồi,
tôi sẽ đi hàng như vậy. Mình bắn thì được 26 điểm, có một thằng ở đại đội khác ấy, nó bắn được tận 29 điểm cơ. Nó bắn gọi là gần đầu luôn, hai phát hai con 10. Bắn hai con 10 xong rồi một con 9 là 29 điểm nha rồi. Tôi bắn thì 18 với cả giống gì nhỉ? 18 với cả nhìn như là 8 phát nữa sao ấy. Ừ, được 26 điểm. 10 88. Lúc mà nó báo bia nó sẽ báo là bia số kiểu nó báo bệ ấy, nó có 5 người bắn cùng một lúc mà thì tôi ngồi bệ cuối cùng ấy. Nó sẽ báo là bệ số 5 báo. Đó, 10 8 8 đó. Lúc đấy là mình sẽ biết điểm của mình tự cộng vào thôi. Chứ không đợi lúc nào cái ông chấm điểm ông ấy đọc lên thì bia số này hai mấy điểm giỏi, bia số này bao nhiêu điểm khá ấy. Đợi lâu lắm. Cho nên là lúc ấy phát là mình tự tính điểm luôn, bảo ui mẹ phát quả này bú rồi, ăn no rồi, 26 điểm giỏi. Mấy thằng trong đội mình cũng nhiều thằng nhiều được nhiều điểm cao phết đấy, không mỗi mình được điểm cao đâu đấy, đi có mỗi tí là mất mẹ gần hết nước rồi. Rồi đi ra xong rồi tí bắt đầu đi xin mua tia cái antifuck thì mới vãi cứt cơ đó. Xong rồi tiếp theo mình đến bán bia số 7. Bia số 7 thì cũng bán 3 phát nhưng mà cái bia này nó lại nhỏ hơn, nó không phải là một cái hình vuông to đùng nữa mà là một thằng người kiểu hình người ngồi nó ngắn ấy. Khá là gọi là khá là bị gắt luôn đấy. Thì là tôi ngắm bắn kiểu gì tôi ngắm thì cũng theo cái đường ngắm cơ bản của người ta dạy ở trong lý thuyết thôi, cũng là cho điểm kiểu như là điểm từ giữa khe thước ngắm, từ mắt người qua giữa khe thước ngắm đến đỉnh đầu ngắm ấy. Đó, thì bây giờ thì mình vẫn thuộc sau một năm rồi không bắn súng nhưng mà mình vẫn thuộc cái quy tắc cái cơ bản đấy thì mình cũng học theo thôi, cũng bắn y như thế. Nhưng mà kiểu như là mình to béo ấy, khỏe giữ súng nó chắc không như những thằng khác, có nhiều thằng nó giữ súng nó run lắm, kiểu tay nó run ấy, cho nên là cái tầm ngắm nó cứ bị lung lay, nó kiểu nó còn bị nghiêng mặt súng cơ, nên là kiểu khi bắn ấy nó đạn nó bị lệch, nó còn bị mất đạn cơ đó. Nhiều thằng nó bắn được 3 viên thì nó mất mẹ 2 viên, còn một viên nó bắn thì đi đâu ấy, bắn xuống dưới chân được tầm 3 điểm cho nên không đạt đó. Tôi bắn thì 3 viên đều trúng đấy, pha đấy này mình được 10 99, hai con 9 được 28 điểm, pha đấy được khoai đầy sướng. Pha đấy là mình là điểm nhiều nhất trung đội luôn đi, hơi 4 nhà vợ này, một máu một này à, có cái này rồi này, có ít hai kinh nghiệm, là được cái ít hai kinh nghiệm dần ra sẽ ra cái chỗ đồ đỏ kia mình ấy nhá. Thì mình hướng dẫn anh em cách đi như thế nào mà lại không để gặp thú đấy nhé các bạn. Đây trụ đỏ này, trụ đỏ này cũng đơn giản thôi, em đi đây nhá, tí đi xeo tôi hai phát. Mới chơi thì cứ như thế này cho nó an toàn chứ không gặp mấy thằng Raptor thì cũng mà vắt chân lên cổ thì cũng đuổi kịp đó. Xong rồi bia đấy thì mình được điểm khá là cao nên mình cũng được tuyên dương kiểu đọc tên ấy, tiểu đoàn trưởng đọc tên này, trung đội này có người này bắn điểm cao điểm khá rồi giỏi này đó. Xong rồi đến lần mình, xong rồi thì sau cuối cùng bắn bia số 8, bia số 8 thì dù lắm đứng lên bắn mà. Bia đầu tiên là các bạn sẽ làm bắn nhé, còn bia thứ hai cứ tôi quên mất không bỏ cái động tác làm bắn và đứng bắn này anh em. Đầu tiên là sẽ là làm bắn, cái bia thứ hai là sẽ quỳ bắn, còn cái bia cuối cùng là phải đứng nhé các bạn, đứng hai chân không có chỗ tì đâu. Lúc đầu thì các bạn tì xuống đất ấy, nó có cả cái bệ tì cho các bạn cơ, tì hẳn khẩu súng lên luôn ấy, bắn nó giật cũng không giật lắm. Tì hẳn khẩu súng lên luôn, thế nên là nó cũng không giật. Bắn thì nó cũng bình thường thôi. Mới đầu các bạn mà nghe tiếng súng thì rất là sợ luôn, dần bình lắm. Đoàng phát, kể cả là đứng ở xa. Mới đầu xem cán bộ người ta bắn thì tôi còn tí đái ở quần cơ, đái ra máu luôn sợ. Bộ này mẹ nó lỗ ngay cạnh tai mình chắc mẹ điếc cũ mất, hỏng mẹ tai mất. Về nghe kiểu gì giờ? Nhưng đến lúc mà các bạn bắn được tầm một viên rồi ấy, bắt đầu nó quen âm thanh rồi. Ui, ngay bên tai các bạn cũng kiểu cảm giác bình thường, nó chỉ có chỉ đồm phát thôi. Đó, trời đồ tối bị ánh đời này. Bật cứt rồi. Không sao, tao đã có đuốc. Đó, thì cái bia số 8 thì tôi cũng khá là run nữa các bạn, lúc đứng liền run lắm, chân thì còn run cơ. Không chỉ đến tay đâu mà là chân cũng run. Tôi bắn thì cũng bình thường thôi, bia số 8 mình được có 24 điểm. Đéo hiểu kiểu gì, mình ngắm cao thế rồi, ngắm lên kiểu như là cái đường ngắm các bạn ngắm vào ngực của người nó thì nó lại đẩy lên trên đầu một tí, nó lại đẩy lên tầm 10 cm ấy. Đó, thế nên là tôi ngắm cũng khá là cao, tôi ngắm người gần đến đoạn vai. Thế đéo nó bắn lại tí có một viên đạn ở giữa bụng nữa chứ. Lúc mà nó chỉ điểm ngắm, nó báo điểm ấy thì nó lại chỉ ở giữa bụng. Bảo ơi, mẹ mình ngắm cao thế rồi mà thế đéo nó đạn lại chui bên dưới à? Mẹ, ảo game thế nhỉ? À đâu, ảo bắn đấy nhỉ?
một phát được có 7 điểm đi thôi, một phát hai anh được có 7 điểm, một phát ba là 8 hay là 9 điểm, được tầm 24 điểm, 24 25 điểm đấy thôi. Nói chung là phát đây là ít, phát bắn bia số 8 đứng là bắn khá là ấy, khá là run, tại mới bắn bia đứng khó lắm, không có chỗ tì luôn, cầm thẳng súng luôn rất là mỏi tay. Mẹ khẩu súng còn nặng nữa, 3 cân chứ đâu phải là nhẹ đâu. Nghe thấy không có thú nào luôn. Đó. Chết rồi, hai thằng cò trên công vụ lại xuống đến nó chơi đấy. Nghe cái giọng tôi biết ngay. Bây giờ bơi qua cái sông này mới là vấn đề này. Nghe nó đi cái dép lê rất là khó chịu nhé. Bọn nó thì được mặc quần áo dân sự, đi dép dân sự, còn bọn tôi thì vẫn phải đi dép ấy. Đây không có gì nha mọi. Nói đi vào phòng đấy, thì bạn nghe tiếng dép phát bên ngay đi vào phòng rồi đấy. Thế nào nó cũng bỏ khỏi tìm tôi mà xem, nhưng mà giờ tôi đang đi làm video cho anh em xem chắc không tìm được đâu. Đấy, đi cây ăn á, mẹ đói quá. Này bọn này đưa cái gì đấy, pin này, kéo pin này. Đó thì bia số 8 mình bắn điểm khá là thấp, mà cứ một lần nào mình bắn bia mà mình được điểm nên là mình ghi hết vào sổ luôn cơ. Đó, còn bắt đầu bắn sang bia tổng hợp, bắn một lần 3 bia luôn. Các bạn sẽ được bắn 9 viên đạn luôn. Bắn bia tổng hợp thì bắt đầu vào thì cũng như thói quen thôi. Lằm xuống bắn bia số 4 trước. Lúc mà mình bắn thử ấy, bắn kiểm tra 3 bia tổng hợp ấy thì bắn điểm thấp lắm. Được có bao nhiêu điểm này, được có 6 mấy điểm, 6 8 điểm thôi, không được 70 điểm. Nên là mình chỉ được khá thôi. Đó, 3 bia thì mỗi bia thì có 20 điểm này. Bia kia thì được gần 26 điểm này. Còn mấy cái bia kia còn bia cuối cùng thì chắc được tầm hai mấy điểm, thì được 6 mấy điểm mình được khá rồi. Còn mấy cái thằng bắn ngu ấy thì sang cái phần kiểm tra nó lại bắn khá là cao, nó toàn 74 72 điểm, có thằng 81 điểm. Giỏi luôn chứ. Mẹ 72 điểm là giỏi rồi, còn tôi chỉ được khá thôi. Xong bắt đầu vì sao bắn thật đấy. Bắn thật thì mình mới bắt đầu mình thể hiện cái kỹ năng của mình cơ, thể hiện cái kỹ năng của người mẹ bắn súng đỉnh cao thực sự luôn ấy. Thì anh em biết mình bắn bao điểm không? Đó. Mình bắn được 86 điểm nha các bạn. Đó, 86 điểm đấy là gần đạt luôn rồi. À đâu là gần, gọi là cao nhất, gọi là ở Việt Nam rồi đấy. 89 điểm là đã gọi là thần súng rồi, siêu thần rồi, bắn khiếp đảm, bắn toàn đầu thôi. Toàn sát đầu thôi. Tôi bắn được 86 điểm, một bia được 30 điểm, một bia là 3 viên vào đầu luôn đấy. Đọc phát 10 10 10. Cái lúc đầu mà kiểm tra thật đấy, lúc mà bắn kiểm tra thì mình bắn khá là ấy, còn bắn thật ấy thì mình bắn khá là chắc chiu. Gọi là thằng nào nói nhỉ, lúc mà nó sang, nó sang đây đấy, nhà gần lắm. Tiên sư nhà nó đấy, hai cái thằng kia nó sang nó tìm quạt anh em ạ, nó vào tận trong kho luôn đi. Ui, Bordonto 30 level là chết rồi. Mình đi xem kiểu gì thì vẫn nòi ra con Bordonto được, mình ảo chứ. Nãy nó vào nó lấy quạt anh em ạ. Má gì đó nữa. Nó tìm tung hết cả phòng lên. Nó lấy quạt lên, nó xấy quần áo cho các sếp anh em. Mình thì chả phải lo sếp trước gì, mình chỉ ăn xong mình gác rồi. Ôi địt mẹ vãi lồn, còn phải nhảy qua cái con sông này nữa. Chết rồi, nông nắm không đi qua cái đoạn này. Giờ ông chả biết này. Ây hết gì đây, đi qua con sông này là tôi sẽ triệu hồi được cái này, không biết được cái gì đây. Nguyên này tôi sẽ xeo lại đi lấy cái bị in 10 đem thú chứ nhá. Mình các bác còn đáp từ xịn xịn trước đã, còn bây giờ thì hái một ít cây để ăn á, lấy sức. Đó thì cái bắn thật của mình thì mình bắn rất là chắc chiu luôn, mình bắn là gọi gọi như là thật tâm luôn đấy. Cái người dẫn bắn mình thì người ta bảo là cái bia này thì bắn chắc chiu, vào chú thấy mày là bia trước là bắn gọi là khá là tốt đấy, điểm bắn là cái súng của mày ấy là giữ súng rất là chắc, kiểu như là mình thuộc cái kỹ năng ấy, mình thạo rồi. Như mấy thằng kia run lắm, nó không tập trung được tâm lý thì nó bắn đâu, còn mình thì tập trung tâm lý được, bắn rất là bình thường luôn. Đến bia cuối mình bắn rất là tập trung luôn, bắn hôm đấy chưa lắng nhá, còn có cả cái người ta phải lấy cả cái ô to người ta che cho mình để bắn được. Thế là mẹ đến lúc vào bắn thì bia số 4 được 28 điểm. Bia đầu tiên ấy, cái bia vuông to đùng ấy, được 28 điểm. Bia số 7 thì mình được 30 điểm cơ, là 58 điểm rồi. Xong rồi bắt đầu đến bia số 8 là mình được hai mấy điểm nhỉ, 28 điểm tiếp.
Đi số 8 thì mình cũng bắn được một con 10, còn lại là hai con 8 rồi. Hai con 8 này, hai con mấy nhỉ? Hai con một con 10. Ừ. Đâu? Một con 9 với một con 8 rồi đó. Hai con 9 đi, một con 10, hai con 9 được 28 điểm, được 86 điểm ấy. Mẹ phát đấy mà tôi, nếu là tôi được lúc mà mình bắn, ui, hối hối cái gì đấy. Dính đi đi kìa. À không phải. Cô con cá sấu à? Ờ cá sấu không sao, thì bẻ cá sấu còn đỡ chứ. Raptor hay cano thì đúng là cứt. Đó thì bắn xong phát thì người ta cũng cháu làm gì mà đâu. Vừa em đi qua mẹ. Chưa chúc mừng năm mới à? Hay cho lì xì nữa thì mới không cắn. Đó thì đấy. Bắn xong phát thì không phải là chỉ được khoa bắn giỏi đâu nhé các bạn. Chưa gì nữa có một đàn bu đuổi đòi tiền lì xì đấy. Chùa đây. Đó. Mình bắn xong là người ta trao cho mình hoa bắn giỏi, xong rồi đứng kiểu chụp ảnh nữa. Chụp mấy bức ảnh nhìn gương, bảo là sẽ lưu vào ảnh của nhà trường để ấy lại lưu giữ lại những kỷ niệm. Đó, kiểu năm trước không có một người bắn giỏi, bắn điểm cao nhất đấy, cũng biết rồi. Bắn điểm cao nhất thế là cũng được lưu ảnh lại nhà trường luôn. Mình thì cũng được lưu lại. Năm sau các bạn vào tổng cục 2 ở Sơn Tây Hà Nội trường cao đẳng trinh sát thì các bạn có thể các bạn sẽ thấy mặt của mình nhưng mà không biết mình là ai thôi. Sẽ thấy hỏi năm trước thằng nào bắn điểm cao nhất là biết ngay. Đó. Năm vừa rồi có thằng nào bắn điểm cao nhất ở đây, bắn ba bia tổng hợp, điểm cao nhất đây là sẽ có tên. Nếu mà người ta không nhớ tên thì người ta cũng chỉ nhớ là số điểm bao nhiêu thôi. Đó, tầm 8 mấy, 86 điểm ấy. Mình thì ở đại đội 2 là bắn điểm cao nhất, đại đội 1 bắn điểm thấp vậy đấy. Đại đội 1 được có 82 điểm, không bằng bọn nữ nó bắn rồi. Nữ là trung đội khác. Nữ gọi là trung đội mình trung đội 6 thì bọn trung đội nữ trung đội 7. Bọn nữ tách riêng nhé các bạn, sống riêng luôn. Còn bọn mình thì sống chung ở dãy nhà 3 tầng ấy. Đó, bọn nữ bắn nó còn được 84 điểm, à 83 điểm. Ôi thì mẹ vượt luôn, vượt khả năng luôn. Thế là lúc mà tôi lấy được cái hoa bắn giỏi tôi giữ mẹ mình giấu như mèo giấu cứt luôn. Giấu gọi là bảo đầy chết rồi nhỉ. Kỷ niệm của cuộc đời mình đây, vinh quang của cuộc đời mình giấu đi về đóng khung lại, đóng hộp sau này cho con cháu đeo. Đó mình đeo nó chắc đúng 2 tiếng đồng hồ. Lúc mình đi lên mà cả đại đội vỗ tay, mà cả đại đội phi vào vỗ tay. Bảo ui Giang có bí quyết nào bắn hay vậy? Chỉ cho tôi với. Xong rồi đấy, bình thường thôi. Nên bảo các ông cứ tập trung bắn là được rồi. Mẹ các ông đừng có run tay, đừng có nghiêng súng vào đường. Đó, tôi sẽ xèo game rồi đó. Đây xèo đây. Lúc mà mình bắn đi, tập trung bắn thì nó lại đéo sao đâu. Nhưng mà cái lúc mà run thì thôi mẹ, xác định chỉ có mất đạn thôi. Đây triệu hồi. Ui cái đéo rồi đây. Cái này nó cũng hay ra X10 lắm. Cái Hunter này ra hay ra X10 lắm. Lại nha, Hunter này khá là ra nhiều X10 đấy. Nhưng mà thấy đéo nào này lại đéo ra X10 này. Lại cho nào. À đây rồi. Ui dồi ôi, đã lồn quả mũ 1000 da với cả 1000 fiber. À 410 fiber đấy, X10 đây. Bố luôn, đi về ôi. Thằng kia nó chuẩn bị cho chó ăn, thằng nó cứ đi ngang thang quay lại gần đây đi. Có tiếng chân hơi ồn đấy các bạn. Mình không nắp quạt tản nhiệt nên nó cũng không có âm thanh gì mấy. Rồi mình sẽ kể cho anh em tiếp cái câu chuyện mà mình đi lính như các bạn. Đó, khi bắn xong thì về được tuyên dương liên tục luôn, được hẳn tiểu đoàn trưởng đọc tên nên chiếc cờ. Nhưng mà tôi thì kiểu như là mình cũng đọc cũng thuộc 10 lời thề nhưng mà đéo cho mình nên đọc, kiểu mình không xung phong nên đọc ấy. Nếu mà được nên đọc 10 lời thề trước nhà trường ấy, lúc mà không chào cờ thì mẹ sướng. Đọc đấy ra mẹ oai phong đẫm nhiệt luôn, lên đọc chúng tôi quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Bây giờ thì mình không thuộc đâu, bây giờ mình chắc thuộc được mỗi cái câu đầu tiên, mỗi cái lời thề thứ nhất thôi. Chứ đợt xưa ở trung đội mình thì cái ông trung đội trưởng ông ấy gắt lắm, ông ấy bắt học thuộc tất cả luôn. Tận 10 lời thề này rồi cái gì nhỉ? Chữ trách quân nhân, chữ trách chiến sĩ rồi cái gì mà 12 điều gì với nhân dân ấy. Đó. Phải thuộc hết nha các bạn. Nếu không thằng nào không thuộc chưa đến kiểm tra, không cho ngủ, cầm sách ra mà đọc. Thuộc thì thôi. Đúng không? Thế là tôi cũng thuộc khá là sớm, vừa mới vào phát mấy hôm đi gác ấy, đi gác buổi trưa ở dưới căng tin ấy.
là mình toàn lấy sách ra mình đọc thôi, không ngủ gật đâu. Không rồi mãi bị rau thuộc hết rồi bắt đầu ngủ gật, đéo thèm học nữa, cầm quyển sách ra cho nó có thôi chứ không học hay gì cả. Cầm ra cho biết là mình cầm sách đi thôi chứ không học. Xong rồi đi đi xem pháp cho mất hết thú rồi, đi cho nó đơn giản. Đó, xong rồi bắt đầu hết khi huấn luyện một ấy, mình bắt đầu vào. Ui, có con gì đây thông báo ác đây nhỉ? Mùi ạ. Thật hết cả mình, bỏ ngay sát người luôn chứ. Phát đến nó vồ nó phát chắc cũng niệm luôn, chắc cũng nhập quan luôn đấy, thôi đi rồi. Huấn luyện hết khi bắn súng thì bắt đầu mình sang học chiến thuật nhé các bạn. Chiến thuật như kiểu là các bạn có một tem như kiểu các bạn bắn bắp gì ấy, các bạn đấy chiến thuật ra thôi, các bạn lấy súng bắn rồi mỗi thằng một cái gốc cây kiểu phát hiện địch đằng trước ấy, hoặc là phát hiện địch chuẩn bị tấn công ấy, thì các bạn ra hiệu cho những đồng đội của mình xung quanh đấy. Đó, nhìn nó cũng bình thường thôi, học chiến thuật chủ yếu học đấy thôi, kiểu như là chim ưng nghe số 1 trả lời các kiểu gì đấy nói ấy. Hoặc là thằng nào mà làm đội trưởng thì sẽ báo là à đâu, thằng nào sẽ làm kiểu một thằng sẽ là cầm súng ngắm ấy, hoặc là cầm ống nhòm ấy, đứng ở đầu tiên để ngắm ra cái phạm vi mà có địch xuất hiện ấy. Đó, xong rồi sẽ báo cáo. Một thằng đang quay ra đây nhỉ. Nó sẽ báo cáo cho những đồng đội phía sau, báo cáo là phía khu vực gì đấy, khu vực trước sông ấy, trước con sông đang cách 200m có một vật gì nhỉ? Thì có một xe tăng và hai tốp địch, hoặc là có một máy bay hoặc là một pháo binh của địch ấy, đó cách mấy trăm mét, cách bao nhiêu mét ấy, thông báo ra xong rồi cho những đồng đội phía sau kiểu tập trận. Nếu mà gặp pháo binh thì mẹ thủ, gặp máy bay thì cũng sẵn sàng vào chiến đấu, gặp xe tăng thì kiểu như là như thế nào đấy, đánh thì các anh em suy nghĩ ra thôi. Như bắn bắp gì cũng thế, thì bây giờ phát hiện một thằng địch phát thì thông báo thì cả lũ biết quay xung quanh và bắn vào nó thôi, thì cũng như thế. Gọi là bên trong phải học thuộc lời thoại thôi. Mẹ tôi đợt nọ đây làm đội trưởng ấy, tôi cầm khẩu bên mốt tôi đứng đầu tiên, thò lên tôi ngắm, tôi ngồi cái gốc cây xà cừ, ngồi tôi đứng lên như báo cáo, cái gì nhỉ? Báo cáo phía trước có một tốp địch và 5 xe tăng, 2 máy bay. Thì đã báo cáo ngủ vãi lồi, báo cáo một đống luôn chứ. Xong rồi đến lúc mà tiểu đội trưởng không quan sát mất, mẹ một lũ báo cáo bừa luôn, lung ta lung tung, nói lung tung luôn ấy. Cứ mẹ báo cáo mẹ phát hiện phía trước mẹ một UFO, một mẹ xe tăng, một tàu hỏa các kiểu, chán lắm. Nói chung là bọn tôi cũng mệt, toàn mấy thằng bằng tuổi với nhau mà không, mãi vì sau về đến đây mới gặp bọn lính cũ ấy, chứ bọn lính cũ ở đây nó chán lắm, tôi cũng không muốn kể về bọn đấy đâu. Nói chung là anh em lính cũ mà các bạn gặp lính cũ thì chắc nó sẽ bắt nạt các bạn thôi, nó cũng như tôi thôi, cũng không được dùng điện thoại đâu. Ở đây thì các bạn vào những cái chỗ khác ấy, ví dụ mà các bạn đi lính vào lữ đoàn hay là vào đâu đấy ấy, thì các bạn bị hành thì chắc chắn là cũng sẽ phải rồi, phải chấp nhận thôi. Ở đây tôi bị hành quen rồi, cuối cùng bọn nó đã về tôi mới được yên ổn đấy, mới được chơi thoải mái thế, chứ bọn nó ở đây nó đâu ra có thời gian chơi anh em. Đó, bọn nó ở đây điện thoại còn phải đi mượn chứ làm gì có chuyện là được chơi. Đây là có mấy con sứa ấy. Mấy con sứa lồi. Lâu lắm rồi mình không quay video, mình cũng chả biết nói chuyện như nào nên mình cũng nói theo kiểu ngày xưa thôi, mình chơi như nào mình nói như thế. Bây giờ tôi chơi như nào nói như thế thì tôi kể lại cho anh em cái gì tôi trải qua. Anh em nghe anh em biết là idol của mình, không phải idol nhưng mà là chủ kênh thì đã trải qua một cuộc sống gian khổ, khổ sở nào. Anh em đừng nghĩ là cứ vào đấy để huấn luyện đâu, nhiều cái là vất vả lắm đấy các bạn. Nhiều khi những nơi khác mà các bạn ở trong cái đơn vị của mình nó xin đi kiểu như là trồng cây, chặt cây hay là cắt cỏ hay là làm cái gì bê đồ phân vác các kiểu ấy, thì nó còn mệt nữa. Không phải chỉ mỗi anh em sáng ngày ra quét sân thì tập thể dục xong rồi đến giờ đi học cái thổi còi một lũ cầm súng đi ra mẹ nhảy long quăng bắn súng đâu, không có đâu nhé các bạn ơi. Ngoài cái thời gian đấy ra thì các bạn còn phải đi làm những việc khác nhé, tăng ra tới cây quần vãi cả cứt, mỗi một xô nước. Ôi thật chết rồi, ôi ôi cắn phát chắc phải trừ một cục mày thế. Ngoài cái thời gian đấy ra các ông còn phải làm nhiều việc vất vả lắm ấy chứ, đào đất trồng cây bị phạt nữa thì còn ăn cứt nữa. Mà cái tội đánh nhau ở trong đơn vị ở trong lính ý, nó có một cái tội còn hơn cả đào ngũ. Các ông trốn về nó tìm được ấy
thì còn may đấy, còn hơn là nó không tìm được. Đây các ông đánh nhau để nó bắt được, nó đánh cho các ông thì chắc là anh em thử tưởng tượng mấy thằng cán bộ mà nó to cao ấy, nó huấn luyện võ viết mẹ tay chân nó to, nó đấm vào nhà một phát thì không biết sống kiểu gì nữa. Tôi thì chưa bị đấm phát nào, tôi cũng chả bị cán bộ đánh phát nào cả, chưa bị đánh một lần nào luôn, vì mình thì cũng ngoan hiền bình thường, được cái tô mà hốc nhiều thôi, kiểu gọi là ăn nhiều ấy. Vào đấy các bạn hôm nào cũng đói luôn, không có chuyện hôm nào các bạn no với cả các bạn bỏ bữa đâu nhá. Mới đầu vào các ông ăn cơm không quen ấy, ai mà kén ăn ấy thì có thể là cũng không ăn được 2-3 bữa đầu, nhưng vì sau mà các bạn huấn luyện về đói ấy, mẹ đấy thì mẹ cái gì các ông cũng ăn, trừ mẹ trừ cứt ra các ông không ăn, chứ còn tất cả các thứ có cái gì cũng ăn, thịt gà thịt vịt mẹ, tuy là toàn cổ mấy cả chân ấy. Ủa, chết rồi ai. Ui, đéo đi bên đây được, đi hướng bên kia anh em. Đi mẹ bên đấy cũng có rồi, chứ đi vòng bên trên đi. Quên mẹ nó không đi xe rồi, nghi vấn này chết lắm anh em ơi. Chết mất mẹ cái người tôi. Oh my god. Thôi xong rồi. Ai ôi. Ai ôi. 320 máu à? Ấy ư, thôi không sao, quay lại được. Mình sẽ spam ngay đây luôn, mình sẽ quay lại được luôn. Tiên sư nhà mình ấy. Mẹ, đang mãi ấy, đang mãi kể chuyện thế nào quên mất TDCL, thế là mẹ gặp ngay thanh niên này ở đây. Chết dấp chết rúi thật anh em. Mẹ em đã được mắc đam ra đập mồm mày con ạ. Mỗi nâng hai level túc chạy ơi. Một cái nặng, một cái này. Thêm phát nữa đi. Rồi quay lại mẹ trả thù ấy. Đụ má. Ôi sao nó không hồi đầy máu được mình nhỉ? Ảo thế, hồi được có một cục máu. Yên tâm là nó vẫn còn cái hướng chỉ định cái hòm xác của các bạn nhé. Nên là các ông không lo mất hòm xác đâu, không lo chết mất tích đâu. Vẫn quậy đấy được nhá. Nó thời gian đầu vào đấy thì huấn luyện tăng gia các kiểu vất vả thôi rồi luôn, hơn cái đi tù. Xong rồi vì sau quen dần thì mẹ không có việc làm lại chán, không có việc làm anh em sinh ra chán, nên là cứ ngày đấy rảnh rỗi ra là chơi thể thao thì cũng có nha, các bạn có thể chơi bóng rổ này, đá bóng này, bóng chuyền này, rồi gì đấy nhỉ, hình như là chỉ có thế thôi. Thỉnh thoảng thì đơn vị cũng tổ chức cho anh em mấy cái giải ao làng kéo co này, giải đánh bóng chuyền, giải đá bóng này, anh em vào hai trung đội đá solo với nhau xem bọn nào thắng ấy. Nó thì thỉnh thoảng quá, nhưng mà mình cũng không chơi thể thao mấy, mình chỉ đánh vì mỗi bóng chuyền, còn lại thì đá bóng hay là các kiểu mình chịu không chơi. Bóng chuyền thì mình cũng chỉ tập tẹ thôi, cũng chỉ biết đỡ thôi, biết đỡ mới cả biết nêu biết phát thôi, chứ tôi cũng chả có kiểu dạng biết đập hay là biết gì đấy đâu, be bờ các kiểu nhảy vụt các thứ mình kỹ năng cơ bản thì còn không biết mấy rồi. Ôi chết mấy ao rồi. Đi vào đây là vấn đề này. Mình bị tụt mất một never nhỉ anh em nhỉ. Nãy 11 never, giờ nó còn 10 never thôi. Má còn đồ thối đi. Biết ngay gặp nó là chết mà này. Vào đây thì chỉ có chạy zig zag. Nhưng mà zig zag nó ngu quá, zig zag vòng ở bên đấy thì mình biết mình chết này. Đây này, nhìn đây, 0.6 km nữa. Đó, thì sang cái cho là hết giai đoạn 1 mình huấn luyện đi, thì sang cái giai đoạn 2 mình huấn luyện ấy, thì nó anh em biết cũng là giai đoạn bắn súng, nhưng mà là bắn súng liên thanh cơ, bắn là bắn 3 viên 1 ấy, là được bắn 2 viên 1, ấn giữ cò bắt thả luôn, cạc 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 kêu canh nhanh phát đó, chứ không phải cạc 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 đâu nha, bắn là gì có cái tiếng súng nào nghe nó như thế, canh nhanh canh. Lúc đầu mình vào ấy, thì đại đội một bắn trước, mà đại đội một bắn trước, đại đội mình bắn sau ấy, mình vào xem ấy thì như vào 10 nhặt được chưa nhỉ, nhặt được rồi, vào mẹ vừa bao bắt canh nhuyện nhiều đằng bắn quá, mà 5 thằng bắn 1 ấy, bọn cái bắn xong là bọn nó kiểu vận động chạy cong nít chạy lên để bắn mục tiêu tiếp theo ấy. Mục tiêu đối diện là các bạn chạy lên, các bạn nằm xuống các bạn bắn, tiếp tục các bạn chạy lên các bạn ngồi xuống các bạn bắn ấy đó. Mẹ mới đến bọn tôi đứng ở bên ngoài nghe bảo ui mẹ bọn này nó bắn cái gì này, bắn máy bay à, bắn xe tăng à, nghe khiếp đấy, cứ canh nhiều thằng bắn, mẹ kiểu tâm nó còn rúi ở dưới đất cơ. Supiratia ui vãi cần đi lồn đâu ấy. Level 15 mới mở được. Level 10 nếu mở được. Tí đi thì một cái hang nữa là mở được ngay mà. Đó. Mình bắn cái đấy thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn vào các bạn luyện bắn ấy. Tập bắn thì nó sẽ là bia chạy cơ. Là một cái bia mà nó nắp trên hai cái bánh xe ấy.
sẽ có một người kéo qua kéo lại nó chạy. Hôm nay bắn, các bạn bắn không cần vào đầu, không cần tính điểm, mà các bạn bắn chỉ cần có điểm chạm thôi, kiểu bắn nó hai viên một người là cũng gọi là đạt điểm rồi, nó gọi là khá giỏi rồi. Còn các bạn bắn mà đéo trúng viên nào ấy, thì nó mới vãi cứt cơ. Nhưng mà đến lúc vào bắn thì cái bia đứng im luôn, bia không di chuyển đấy các bạn. Chứ bắn bia di chuyển hơi khoai tây. Đây đó, bánh bia di chuyển thì hơi quay đây, bia chuyện thì mẹ chắc tôi bắn đéo trúng một viên nào luôn đấy. Bắn đã bắn liên thanh rồi, súng đã giật chứ đã thế rồi, còn nó còn chạy nữa thì bắn còn rời cứu luôn. Thế nó mới bắn kiểu không tắc cú nhá, nhiều thằng bắn bồ một phát rồi thả quò luôn đấy, sợ nó ra một phát cả băng đạn luôn đấy. Thế này là bị tắc cú, thế là chết, còn là bắn phát 30 đạn luôn đấy, thế là cũng tắc cú rồi, thế là cũng không được điểm. Rồi lúc mà mình vào bắn thì mình bắn thì không tắc cú vào nào cơ, cứ theo cái ông kia ông ấy chỉ dẫn, ông bảo là ấn giữ quò phát cảm nhận được từ gần 1 giây ấy, 0.50 giây phát thả quò ra luôn, giữ phát thả ra, giữ phát rồi lại thả ra, đạn nó ra lại bình thường, đạn ra đều cứ 2 viên 1 2 viên 1, nó bắn bình thường vẫn có điểm chạm. Mỗi bia tôi vẫn bắn tầm 2 chấm, vẫn mẹ thủng được 2 lỗ. Bắt đầu nghe bắn khiêu lắm, run. Bộ mẹ bắn 1 viên nó đã giật như AVKM rồi, mẹ bắn 2 viên thì không biết chắc không phải giật lên tận trời. Đến lúc vào bắn bình thường, đéo giật mấy, giữ súng chắc, bắn đạn đéo giật, kiểu cái đạn của AK-47 bây giờ ấy, đạn vào thao trường luyện tập ấy thì nó cho các bạn đạn nó có khối lượng thuốc nổ nó ít lắm, pin đạn nó có khối lượng thuốc nổ ít đấy. Còn mà kiểu đạn ngày xưa ấy, khối lượng thuốc nổ nó nhiều lắm, bắn tiếng súng to mới cỡ cái sát thương nó, sát thương viên đạn nó cũng khiếp lắm, lượng thuốc nổ nó nhiều hơn mà. Còn bây giờ lượng thuốc nổ nó ít, đến cái quả lựu đạn mà tôi ném lượng thuốc nổ quên mất không kể cho anh em, ném lựu đạn thì ném lựu đạn mới là ám ảnh tâm lý rồi, ném lựu đạn mà thằng nào yếu tim thì chắc là tệt hốt, đéo dám chơi cái trò luôn, ném lựu đạn là căng nhất anh em ạ. Thì mới đầu vào ấy thì người ta cũng bảo gì nhỉ, người ta cũng báo là thằng nào yếu tim ấy mà sợ chết ấy thì tốt nhất là nhường thằng khác ném đó. Những thằng khác thì tôi thì ném đúng một lần thôi, tôi thì đáng nhất là tôi ném hộ người ta đấy, nhưng mà đấy là quả lựu đạn khá là nặng nhé các bạn phải ném một tầm 50 mét, 50 mét hay 25 mét thì mình nhớ nữa, chết rồi đi nhầm đường rồi, đây đi nơi này đó, mình như là ném tầm 50 mét tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà chắc tầm đấy. Lựu đạn nặng 300 gram, 300 gram lựu đạn là một quả 3 lạng ấy, phải cứt lắm. Mới đầu mình ném ấy, mình còn ném lung tung cơ, nó có một cái vòng tròn, nó có một cái lá cờ giữa cái vòng tròn đấy, các bạn chỉ cần ném vào giữa cái vòng tròn đấy, hoặc là ở trong cái vòng tròn đấy là cũng gọi là chấp nhận rồi. Lúc mình vào mình ném nó còn đạch điếu đầu ấy, ở ngay cạnh cái chỗ bãi thao trường ném lựu đạn tập ấy, gọi là ném cho nó đến đấy rồi chứ không lựu đạn nó không lộ đâu, ném đến đấy thôi. Còn mẹ còn ném cả vào cái chuồng chó và cái chuồng lợn cơ, đéo hiểu thì mẹ căn chuẩn như thế. Thế đi nó ném ấy, ở bên ngoài ném đá rất là chuẩn nhé, nhưng mà đến lúc vào bên trong cầm quả lựu đạn ném ấy thì mẹ ngu người lắm, mẹ tật lắm. Chết rồi, đói này. Xong rồi bắt đầu vào thao, bắt đầu lúc mà ném thật ấy thì người ta sẽ cho các bạn thử nghiệm với một quả lựu đạn gọi là lựu đạn kíp, lỗ nó cũng chỉ là một cái bình một cái thôi, lượng thuốc lỗ nó to, lượng thuốc lỗ cũng nhiều, tầm 10 mấy gram thuốc lỗ ấy, nhưng mà nó lỗ nó cũng bình một phát ấy. Mới đầu nghe thằng nào yếu tim thì chắc cũng dán là quần phọt cứt, chết rồi, xuống kiểu giáo gì cả, chỗ này rơi xuống cũng chết cụ người đấy. Từ từ tìm cách xuống nhé, đi xuống đường cao quá. Ơi bạn chịu ít máu thế đó. Mình vừa vào ném quả lựu đạn đấy thì nó lổ cũng không, nếu mà nó mà lổ trên tay các bạn ấy, các bạn mà rút chốt ném lựu đạn mà nó lổ trên tay ấy thì nó cũng chỉ mất tầm 1-2 ngón tay thôi, chỉ 1-2 ngón tay thôi các bạn. Còn nếu mà các bạn ném ra ngoài thì quả đấy này các bạn mà giữ cái chốt, giữ cái mỏ vịt của nó thì nó cũng không lổ đâu, nhưng mà các ông mà rút chốt phát mà ông thả mỏ vịt để trên tay ấy, tầm 2 giây là mấy giây nó lổ phát là chỉ có mất mẹ cả lửa bàn tay luôn đấy, không đùa được. Đây rồi, có cái bình rồi, giờ chế tạo mấy cái kia đó, đều có 10 đụng má Sài Gòn cứ chết không bù la đã, cung rồi, ống nhòm rồi, 38 mạnh giáp nữa. Đấy nhìn mẹ đéo cưỡi được con gì luôn chứ, Raptor level 10 mấy cơ, Raptor level 18 cơ anh ạ. Thôi thì tập này mình sẽ ngừng đây nhé các bạn, hiện tại là mình kể chuyện thế mệt lắm rồi, thôi tôi về tôi edit video nhé.
Hiện tại là mình dùng mạng, không phải dùng mạng wifi đâu. Ở trên đơn vị này thì tôi ở đây là đéo wifi đâu, toàn mấy thằng hack mạng ấy, dùng 4G đấy các bạn. Thế nên là giới hạn mạng chỉ có 5GB một ngày thôi. Đăng video không biết là có đăng được không Vương. Thế nên chắc phải để ngày mai cho nó 5GB thì mình mới đăng được. Mình sẽ nén cái video lại còn tầm 3-4GB thì mình đăng đấy nhé các bạn. 5GB thì hơi lặng, đăng lên hơi lâu. Có wifi rồi đăng tí là xong ấy, đéo wifi đéo đăng được. Đó, ok, bye em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và nhớ like, bình luận. Và nếu mà anh em nào muốn cái file cũ ấy, cái file game cũ mà chế độ Bruta mấy cái gì nhỉ, Bruta mấy hardcore ấy, bạn có 400 MB thôi đó, thì anh em nhắn tin vào Zalo của mình nhé. Anh em chắc các anh em cũng biết Zalo của mình rồi. Đó, anh em kết bạn Zalo, các bạn nhắn tin vào, xong rồi các bạn đấy cho mình sẽ lập một cái tài khoản Google, không phải là của ai đấy, xong rồi mình sẽ có mật khẩu các bạn. Đó, anh em đăng nhập vào cái tài khoản Google đấy của mình thì đừng có mà đổi mật khẩu nhá, để cho người khác, người ta còn đăng nhập, người ta còn lấy cái file game. Họ lấy file game chắc anh em biết rồi, bây giờ các ông chơi còn nhiều hơn cả tôi ấy. Tôi có chơi được mấy đâu. Anh em chắc vẫn nhớ tôi thì cũng gọi là cũng biết. Đó, các bạn đăng nhập tài khoản Google vào xong rồi chuyển đổi lưu game vào máy của các bạn, thế là xong rồi. Được rồi, thì thế rồi nhá các bạn. Bye anh em. Chúc em một ngày tốt này. Chúc một năm mới anh em nhá.